6 sĩ quan trinh sát của quân đoàn xe tăng cận vệ số 1 thuộc cụm quân miền Tây sau khi chuẩn bị sơ bộ đã tiến hành đột kích vào một trong ba cứ điểm phía sau phòng tuyến của Ukraine ở tỉnh Kharkov, khiến cho lực lượng an ninh Kiev bị bất ngờ. Sĩ quan tình báo tham gia chiến dịch đặc biệt nói với Sputnik. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Mời quý vị cùng đến với những phân tích tình hình chính trị, kinh tế thế giới, cập nhật tin tức quốc tế, quân sự, an ninh thế giới mới nhất 24 giờ cùng với kênh tin tức Việt. Sau đây sẽ là mục điểm tin. Tình báo Nga đột kích táo bạo đánh úp, khiến quân Ukraine phải trả giá đắt. UAV cảm từ Ukraine bất lực trước hệ thống bảo vệ của xe tăng Nga. Thế giới đơn cực đã đến hồi kết. Phương Tây lo lắng khi máy bay ngày tận thế của Nga liên tục cất cánh. Tình báo Nga đột kích táo bạo đánh úp, khiến quân Ukraine phải trả giá đắt nhóm 6 người tổ chức và tiến hành đột kích vào cứ điểm địch. Chúng tôi chiếm được cứ điểm trung tâm, cách các cứ điểm khác khoảng 700m về phía nam và khoảng 700m về phía bắc. Chỉ huy đơn vị nói, đồng thời cho biết thêm, 6 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng, 4 người tại cứ điểm và 2 người đang trong quá trình rút lui. Chúng tôi cho máy bay trực thăng trinh sát trên không và cũng thực hiện thả máy bay không người lái xuống các vị trí này. Chúng tôi đã tiến hành trinh sát các tuyến đường và tính toán các phương án di chuyển có thể. Chúng tôi chọn con đường táo bạo nhất xuyên qua khu vực địa hình rộng mở và ngay trước khi thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi di chuyển đến điểm xuất phát vào ban đêm. Người chỉ huy này cho biết, trinh sát lưu ý rằng họ quyết định chiếm giữ cứ điểm vào ban ngày, kẻ thù không nghĩ bị tấn công táo bạo và bất ngờ như vậy. Tinh thần của họ xa sút tất nhiên họ thả lỏng mất cảnh giác. Họ cho rằng chúng ta chỉ đứng yên và không làm gì cả. Cứ điểm được thiết kế cho nhiều ô và theo lý thuyết, quân địch đáng lẽ phải đóng quân trong các ô này, nhưng họ tốn tụng tại một nơi nên đã phải trả giá cho điều đó, nguồn tin cho biết thêm. UAV Cảm tử Ukraine bất lực trước hệ thống bảo vệ của xe tăng Nga Đoạn video mới nhất cho thấy hai chiếc UAV Cảm tử lao thẳng vào một chiếc xe tăng Nga, nhưng cả hai chiếc UAV đều không phát nổ và xe tăng vẫn an toàn. Trên mạng xã hội xuất hiện một video ghi lại cảnh các thiết bị quân sự của Ukraine hoạt động trên chiến trường. Tác giả của video không cho biết nó được quay khi nào và ở đâu, nhưng nhiều người suy đoán rằng video được quay trong thời gian gần đây. Đoạn video được ghi lại từ camera gắn trên tháp pháo hoặc lưới tản nhiệt của xe tăng Nga. Tác giả nói rằng xe tăng Nga thuộc đội O, Nga sử dụng và đánh dấu các xe bọc thép của mình bằng các chữ cái khác nhau, phổ biến nhất là chữ Z. Máy bay không người lái đầu tiên xuất hiện từ phía bên trái của xe tăng và lao thẳng vào tháp pháo. Cú đánh thực sự chính xác, nhưng nó không mang lại kết quả. Đầu đạn không phát nổ và máy bay không người lái vỡ ra từng mảnh. Một lúc sau khi chiếc xe tăng di chuyển đùi lại, chiếc máy bay không người lái thứ hai tiếp tục đâm vào chiếc xe tăng, tuy nhiên không nhìn thấy cảnh chiếc máy bay không người lái lao vào. Mọi người đoán rằng do máy bay không người lái đã bay vào góc camera không nhìn thấy. Cả lần này cũng không có kết quả, chiếc xe tăng tiếp tục di chuyển và hoạt động bình thường. Trong hai trường hợp, đạn của máy bay không người lái hoàn toàn không phát nổ. Trong đoạn video quay hai chiếc máy bay không người lái tấn công chiếc xe tăng của Nga, chiếc đầu tiên lao vào tấm lưới tháp pháo của xe tăng nhưng đầu đạn không phát nổ và chiếc máy bay vỡ tan sau đó rơi ra từng mảnh. Theo nhận định của một số chuyên gia, máy bay không phát nổ có nhiều lý do, nhưng một trong những lý do rõ ràng và hợp lý nhất là người điều khiển máy bay không người lái nạp đạn không đúng cách cho nên sau cú va chạm đạn trên máy bay không phát nổ một ý kiến khác cho rằng vật liệu nổ đã không vượt qua được lớp lưới bảo vệ do đó không va chạm với xe tăng để phát nổ một đoạn video khác cũng từng cho thấy tấm lưới chống uav của nga đã cứu được chiếc xe tăng tuy nhiên tất cả vẫn chỉ nằm trong phạm vi phỏng đoán không phải lớp giáp nào trên các xe tăng Nga cũng có thể chịu được đòn tấn công như vậy của máy bay không người lái, nhưng cũng có những trường hợp dù máy bay không người lái có phát nổ cũng không thể phá hủy nó được. Trở lại vào tháng 4 năm 2023, đã có báo cáo về một sự cố như vậy. Xe tăng Nga vẫn chiến đấu liên tục sau hai đợt tấn công của UAV Ukraine. Cuộc tấn công đầu tiên được thực hiện bởi máy bay không người lái cảm tử FPV của Ukraine. Chiếc máy bay không người lái này với độ chính xác đáng kinh ngạc đã lao thẳng vào tháp pháo của xe tăng với một vụ nổ dựng lửa độ chính xác của cú va chạm không có gì đáng ngạc nhiên đánh vào điểm nối giữa tháp pháo và thân xe tăng đây là nơi dễ bị tổn thương làm cho một số tấm thép của xe tăng bị bong ra tuy nhiên nó không đủ lực để ngăn cản được hoạt động của xe tăng thế giới đơn cực đã đến hồi kết sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự thế giới đơn cực hình thành với việc Mỹ giữ vai trò chỉ đạo. Tuy nhiên thực tiễn cho thấy, trật tự thế giới đơn cực mà trong đó chỉ có một trung tâm quyền lực, một trung tâm sức mạnh và một trung tâm thông qua quyết định đã tác động rất lớn tới nền an ninh của tất cả các chủ thể nằm trong khuôn khổ của hệ thống đơn cực đó. Ngược dòng thời gian tại hội nghị an ninh quốc tế ở Munich Đức năm 2007, tổng thống Nga Putin nhận xét, trong thế giới hiện đại, mô hình đơn cực không chỉ không thể chấp nhận được và nói chung không có lý do và cơ sở pháp lý để tồn tại, bởi lẽ quốc gia đứng đầu thế giới đơn cực trong thế giới hiện đại không bao giờ có đủ tiềm lực chính trị, quân sự và kinh tế cũng như uy tín để thực hiện vai trò đó. Điều quan trọng hơn là mô hình này không thể vận hành vì trong nền tảng của nó không có và không thể có đủ cơ sở cho nền văn minh hiện đại. Trong khi đó Nga từng bước vượt qua khủng hoảng sau khi Liên Xô tan rã, phục hồi vị thế là cường quốc kinh tế và quân sự. Theo thông tin do Ngân hàng Thế giới và các cơ quan thống kê do Sputnik phân tích và công bố vào tháng 5 năm 2023, Nga đã trở lại top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ năm 2014. Và lần đầu tiên xếp thứ 8 với sản lượng sản xuất hàng hóa và dịch vụ của Nga đạt giá trị là 2.300 tỷ USD trong năm 2022. Bên cạnh đó, nước này đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực chiến lược của kinh tế thế giới, trước hết là năng lượng trong khi đó trung quốc cũng đang trỗi dậy mạnh mẽ cạnh tranh ngang ngửa với mỹ về nhiều phương diện ở phạm vi khu vực và toàn cầu kinh tế của nước này đã vươn lên vị trí thứ hai trên thế giới sau mỹ bên cạnh sức mạnh kinh tế hiện có trung quốc cũng nổi lên với tư cách là cường quốc chính trị tham gia giải quyết nhiều vấn đề phức tạp của thế giới thực tế mỹ vẫn cần sự đồng hành của trung quốc và nga để cùng giải quyết nhiều vấn đề nóng trong khu vực và quốc tế trong đó có mục tiêu hướng đến phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên và vấn đề hạt nhân của iran đặc biệt cuộc xung đột nga ukraine sự gia tăng hợp tác giữa bắc kinh với moscow hay hàng loạt những nhân tố mới xuất hiện từ các diễn đàn cấp cao ở nga hội nghị thượng đỉnh của nhóm các nền kinh tế mới nổi brics ở nam phi đã nhanh chóng làm thay đổi nhận thức về vai trò dẫn dắt lâu nay cùng với những thách thức mạnh mẽ đối với mỹ và đòi hỏi có không gian rộng lớn đa dạng hơn để hoạch định các chính sách cùng hành động và phát triển hay nói cách khác trật tự thế giới cần phải thay đổi theo mô hình đa cực Đáng chú ý ngày 13 tháng 9, phát biểu tại Đại học John Hopkins ở Washington, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phần nào thừa nhận thực tế không thể đảo ngược nói trên. Ngày nay chúng ta đang ở cuối thời kỳ hậu chiến tranh lạnh. Một số giả định cốt lõi hình thành nên cách tiếp cận của chúng ta đối với thời kỳ hậu chiến tranh lạnh không còn đúng nữa. Và hàng thập kỷ tương đối ổn định về địa chính trị đã nhường chỗ cho sự cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc. Website của trường đại học này dẫn lời ông Blinken cho biết, quan chức này cũng cho rằng những thách thức hiện hữu như xung đột nga ukraine biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực thực sự là những vấn đề quá lớn khiến mỹ khó có thể tự mình giải quyết và do đó tăng cường hợp tác với các nước khác quan trọng hơn bao giờ hết rõ ràng trong cục diện thế giới hiện nay nếu công nhận quan hệ quốc tế là quan hệ giữa các quốc gia có quyền bình đẳng thì không thể chấp nhận ưu thế áp đảo của một quốc gia nào đó so với các quốc gia còn lại cũng không thể chấp nhận một quốc gia nào đó áp đặt thể chế của họ cho một nước khác. Để duy trì thế giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, bình đẳng, cùng có lợi, thì các quốc gia cần thực hiện tinh thần như tuyên bố của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres ngày 13 tháng 9 trong một cuộc họp báo trước thềm tuần lễ cấp cao khóa họp 78 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng chính trị là thỏa hiệp, ngoại giao là thỏa hiệp, lãnh đạo hiệu quả là thỏa hiệp. Phương Tây lo lắng khi máy bay ngày tận thế của Nga liên tục cất cánh hoạt động với tần suất dày đặc của máy bay ngày tận thế Nga khiến phương Tây phải theo dõi sát. Trên bầu trời thủ đô Moscow đã ghi nhận hoạt động của máy bay ngày tận thế IL-80, NATO gọi bằng biệt danh Maxdom. Đây chính là sở chỉ huy trên không của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga. Trước đó vào ngày 7 tháng 9 năm 2023, một chiếc IL-80 đã thực hiện trạng bay Moscow, Murmansk, Moscow. Tới hôm 9 tháng 9 năm 2023, loại máy bay này lại cất cánh từ thủ đô nước Nga và hướng tới Vladivostok. Có dự đoán cho rằng những chiếc IL-80 này đang được thử nghiệm trong nhiều điều kiện và trên các đường bay khác nhau sau khi sửa chữa và có lẽ là một bản nâng cấp đối với hệ thống dẫn đường hoặc một thiết bị đặc biệt đã được lắp đặt trên máy bay. Có thể dự đoán rằng chiếc IL-80 đang thực hiện một số nhiệm vụ đặc biệt, tuy nhiên hoạt động của nó vẫn đặt ra nhiều câu hỏi cần phải giải đáp bởi vì theo thông lệ sẽ không ai biết hoặc là nhìn thấy phương tiện trên. Những gì đang diễn ra là điều rất bình thường, bởi vì hoạt động của IL-80 không giống như các chuyến xuất kích hàng ngày mà máy bay E-6B Mercury của Mỹ thực hiện, khi mọi thứ đều khá minh bạch. Trang Reporter nhận xét, cần nhắc lại máy bay ngày tận thế Isusin IL-80 được thiết kế để làm sở chỉ huy trên không của Tổng thống Liên bang Nga, ông Putin, trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện. IL-80 được thiết kế vào giữa năm 1980, người ta nói rằng chỉ có 4 chiếc kiểu này dựa trên khung thân IL-86 được sản xuất. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ và chiến tranh lạnh kết thúc, phương Tây lần đầu tiên nhìn thấy chiếc máy bay này vào đầu thập niên 1990. Sở chỉ huy trên không của Nga có số lượng cửa sổ cabin rất hạn chế, với khả năng tự động che bằng cửa chớp kim loại. Các chuyên gia cho biết, điều này được thực hiện để bảo vệ hệ thống điện tử hàng không khỏi một cuộc tấn công từ vũ khí xung đột điện tử thiết kế này được cho là sẽ phát huy tác dụng bảo vệ máy bay trong trường hợp xảy ra vụ nổ hạt nhân máy bay có duy nhất một cửa nên chỉ có thể sử dụng một vị trí để gắn cầu thang lên xuống di động truyền thông nga đưa tin rằng những khả năng như vậy đã hoàn thành các bãi thử nghiệm mô phỏng việc liên lạc và điều khiển vũ khí hạt nhân dưới nước diễn ra bằng cách duy trì kết nối thường xuyên thông qua sóng cực dài theo thông tin sơ bộ, sóng siêu dài cung cấp khả năng liên lạc giữa máy bay và tàu ngầm đang chìm dưới nước thông qua ăng-ten liên lạc dạng phao nổi được kéo bởi tàu ngầm khi đó đang lặn ở độ sâu nhỏ. Bản tin thời sự quốc tế đã tạm khép lại tại đây. Quý vị cũng đừng quên chúng tôi vẫn luôn cập nhật liên tục tin tức mới trong suốt 24 giờ. Hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.